Bức tranh kinh tế thành phố Đà Nẵng 6 tháng đầu năm không mấy sáng sủa trong bối cảnh các trụ cột tăng trưởng giảm sút. Điều này ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành mục tiêu thu ngân sách 23.500 tỷ đồng của cả năm. Ngành tài chính đang tìm giải pháp tăng thu và bù đắp giảm thu do thực hiện các chính sách tài khóa hỗ trợ nền kinh tế, phục hồi sản xuất kinh doanh. Theo Cục Thống kê thành phố Đà Nẵng, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố có sự sụt giảm trong quý 2 năm nay, chỉ tăng nhẹ 0,21% so với cùng kỳ năm 2022, trong khi mức tăng của quý 1 là 7,8%. Tính chung cả 6 tháng đầu năm, kinh tế thành phố Đà Nẵng chỉ đạt mức tăng trưởng 3,74%, chỉ bằng một nửa mức tăng của cùng kỳ năm 2022. Quý 2 của năm 2023 này chỉ đạt 0,2%, thì nó không phụ thuộc lớn vào các ngành, trong 21 ngành kinh tế về dịch vụ thương mại du lịch, mà nó bị tác động lớn ở cái lĩnh vực là cái công nghiệp chế biến chế tạo, ngành xây dựng và ngành kinh doanh bất động sản. Trong đó là một số ngành đấy là chiếm tỷ trọng lớn nhưng mà chưa phục hồi. Các trục tăng trưởng của kinh tế thành phố suy giảm trong quý 2 và 2 quý đầu năm, làm cho số thu ngân sách nội địa cũng như xuất nhập khẩu đều giảm sâu, tạo áp lực hoàn thành dự toán của cả hai ngành thuế và hải quan trong những tháng cuối năm. Cụ thể, số thu nội địa 6 tháng đầu năm 2023 do cơ quan thuế quản lý thực hiện đạt gần 8.600 tỷ đồng, đạt 46,5% dự toán và chỉ bằng 80% so với cùng kỳ. Quan thuế xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý đạt trên 1.233 tỷ đồng, bằng 48% so với cùng kỳ. Thì có thể là có một số cái nguyên nhân chủ yếu như sau. Thứ nhất là thực hiện các cái chủ trương của chính phủ về chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp phục hồi sau cái đại dịch Covid-19. Ngoài ra thì về cái tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản ấy, là từ cuối năm 2022 đến nay nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Tại hội thảo công bố kịch bản tăng trưởng kinh tế Việt Nam và Đà Nẵng năm 2022, dự báo năm 2023 và các năm tiếp theo, các chuyên gia cho rằng bức tranh kinh tế hiện nay vẫn chưa thấy dấu hiệu sáng sủa hơn. Tất cả động lực của tăng trưởng, kể cả các vùng hay ngành đều suy giảm. Riêng dịch vụ được coi là cứu cánh, nhưng thu nhập người dân giảm, lạm phát tăng. Rõ ràng tiêu dùng không thể tăng được, hay đầu tư công dù chỉ đạo ráo riết, nóng, nhưng cũng khó tăng như kỳ vọng. Ở góc độ nghiên cứu và đánh giá về triển vọng kinh tế Việt Nam trong cụ thể trong nửa cuối 2023 thì cực kỳ thách thức, rất nhiều thứ yếu tố bên ngoài khách quan chúng ta chỉ có thể đối phó mà không có thể khả năng kiểm soát. Thế nên những cái gì nằm trong tay của chính quyền trung ương và địa phương, ví dụ về mặt các chính sách hỗ trợ và đặc biệt là về pháp lý thì có thể là cái chúng ta nên quyết liệt triển khai để có thể hỗ trợ và đối phó với cái bối cảnh. Không dám nói là suy thoái nhưng mà sẽ rất là thách thức trong năm nay ở cả tầm quốc gia lẫn địa phương như Đà Nẵng. Mặc dù tình hình thu ngân sách nhà nước rất khó khăn, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt trên 3%, thu ngân sách nhà nước tới hết tháng 6 năm 2023 giảm gần 20%, nhưng theo cơ quan thống kê Đà Nẵng, các cơ chế chính sách của nhà nước đã và đang góp phần hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp phục hồi và phát triển kinh tế. Chỉ riêng thuế nội địa, 6 tháng đầu năm, ngân sách thành phố đã giảm thu hơn 1.560 tỷ đồng thông qua các chính sách giảm thuế. Chắc có lẽ công tác thu của những tháng tiếp theo cũng tiếp tục có thể là gặp những cái khó khăn nhất định. Nhưng mà chúng ta cũng tin tưởng rằng với các cái chính sách của chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp cũng như là hỗ trợ trong cái hoạt động kinh doanh bất động sản cùng với cái chính sách của thành phố, thì tôi nghĩ là cái hoạt động sản xuất kinh doanh thì chắc có lẽ cũng nó sớm hồi phục. Thì trên mà hoạt động sản xuất kinh doanh mà hồi phục ấy, thì cùng với sự nỗ lực của ngành thuế thì cũng phấn đấu sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ của cái năm 2023. Thực tế đòi hỏi việc thu ngân sách vừa phải hoàn thành chỉ tiêu được giao, cũng vừa phải kích thích được nền kinh tế phát triển. Do đó, chỉ khi các giải pháp được thực hiện toàn diện, nguồn thu mới được nuôi dưỡng hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.